Từ ngày 18 tháng 4 đến 3 tháng 5 tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Công ty VPF cùng Ban trọng tài VFF sẽ tiếp tục triển khai khóa đào tạo đợt 2 trong phòng lab Laboratory dành cho trọng tài VAR. Trước đó, từ ngày 20 tháng 2 đến 4 tháng 3 năm 18 trọng tài, trợ lý trọng tài bao gồm 4 trọng tài FIFA, 12 trọng tài quốc gia và 2 trợ lý FIFA đã hoàn thành khóa đào tạo làm quen với công nghệ VAR mức độ 1 trên hệ thống mô phỏng với tình huống đơn giản. Theo kế hoạch khóa đào tạo đợt 2, 18 trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ tiếp tục tham dự tập trung kéo dài trong 16 ngày liên tục. Đây là bước đi tiếp theo tiến gần hơn nữa việc VAR có thể sớm áp dụng vào các trận đấu tại V-League, qua đó hỗ trợ các trọng tài hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trên sân. Trong lần tập trung tập huấn này, các trọng tài sẽ tiếp tục được các giảng viên ban trọng tài và giảng viên FIFA hướng dẫn, đào tạo, làm quen với VAR trong phòng lab với các tình huống khó hơn, cụ thể, phân tích, đánh giá các clip tình huống phức tạp dài 3, 5 phút cùng việc áp dụng một trận đấu 90 phút trực tiếp hoặc ghi trước. Sau đợt tập huấn trong phòng lab này, ở các lần đào tạo tiếp theo, 18 trọng tài và trợ lý trọng tài tiếp tục trải qua các đợt tập huấn tiếp theo trên xe VAR. Theo dự kiến, tháng 5 hoặc tháng 6, các thiết bị phục vụ công nghệ VAR sẽ được chuyển về tới Việt Nam. Thực hành trực tiếp trên các thiết bị hiện đại chính là bước đào tạo cuối cho các trọng tài VAR. Tất cả các quá trình đào tạo trọng tài VAR đều sẽ được ghi hình gửi cho FIFA đánh giá, nhận xét cho từng trọng tài. VAR chỉ chính thức được áp dụng sau khi FIFA phê duyệt triển khai tất cả các bước thực hiện về công nghệ kỹ thuật xe VAR và quy trình đào tạo trọng tài.